Bỏ qua vụ hầm xe, thật ra hai người họ đã công khai ngầm rồi. Đây là hôm thu âm Vô Kỵ có nắm tay ảnh đây nè. Tiếp theo là bài hát Mãn Nguyện. Bài này chắc chắn Gigi và Didi đã hát chung, còn làm sao được đăng lên thì mọi người chắc cũng biết rồi hen. Thấy gì chưa nắm tay là nắm tay đó. Thấy cái gì chưa? Thinh nên cuộc trò chuyện. Bo đã thật sự để hình nền của tán rồi. Cho mụi hỏi ai đây ạ? Mới nhất đây trong vlog của các cô, không biết đang xem ai nhảy nữa. Mấy cái này chắc nhiều kính biết rồi, nhưng mụi vẫn gom lại cho ai chưa xem.